chúa tể những chiếc nhẫn, được biết tới từ những năm 1954-1955, đã tạo nên một cuộc cách mạng trong giới văn học khi lần đầu tiên một bộ truyện fantasy gây được tiếng vang lớn và được dịch ra hàng loạt các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Khán giả đã đón nhận bộ truyện, say mê nó, đắm chìm vào đó và thậm chí còn coi thế giới ấy là có thật khi tác giả Tolkien đã xây dựng ra một thế giới kỳ công cho riêng mình từ thuở sơ khai, bao gồm lịch sử, địa lý, văn hóa, truyền thuyết, các dân tộc. Tất cả đều được Tolkien tạo nên, thậm chí ông đã sáng tạo ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau cho thế giới của mình, biến thế giới đó trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Và khi tác phẩm được đạo diễn Peter Jackson đưa lên màn ảnh, lập tức nó đã tạo nên một cơn sốt chưa từng thấy. Doanh thu phòng vé cực kỳ cao vào thời điểm đó, và đặc biệt là cả 3 phần phim đều được đề cử Oscar và thắng giải. Với The Fellowship of the Ring là 4 giải, The Two Towers là 2 giải và The Return of the King là 11 trên 11 giải được đề cử, trở thành một trong những huyền thoại về phim trên màn ảnh. Đây là một phép màu tới từ Peter Jackson khi chúa tể những chiếc nhẫn từng bị nhận xét là không thể làm thành phim với những công nghệ CGI của những năm 2000. Thế nhưng Peter Jackson đã đem đến một thế giới quá hoàn mỹ và chân thực. Đó là một xứ Shire yên bình thơ mộng, Rivendell đẹp đẽ như chốn thiên thần, Minas Tirith hùng vĩ tráng lệ, hay một vương quốc bóng tối Mordor tối tăm đáng sợ. Để hiểu rõ hơn về thế giới Middle-earth mà Peter Jackson đã mang từ trong những trang sách lên màn ảnh, hãy cùng với chúng mình đắm chìm một lần nữa với 3 phần phim của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Cuộc hành trình chúng mình mang tới cho các bạn ngày hôm nay được chắp bút bởi kênh YouTube Chúa Nhẫn Official. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những nhân vật và sự kiện đã xuất hiện trong thế giới của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn nói riêng hay toàn bộ vùng trung địa nói chung, thì Chúa Nhẫn Official là nơi không thể tuyệt vời hơn. Còn bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Let's go! Bộ phim bắt đầu bằng phân cảnh công nương Galadriel kể lại câu chuyện hình thành và phân chia các chiếc nhẫn sức mạnh với 3 chiếc cho tiên tộc chủng loài thông thái và bất tử, 7 chiếc cho các lãnh chúa người lùn, những người thợ mỏ và chế tác vĩ đại của những dạng núi lớn và 9 chiếc nhẫn được ban cho loài người, chủng tộc luôn khao khát sức mạnh. Thế nhưng đã có một chiếc nhẫn khác được chúa tể bóng tối Sauron tạo ra trong bí mật tại vương quốc bóng tối Mordor của hắn. Một chiếc nhẫn chúa có thể điều khiển được tất cả những chiếc nhẫn sức mạnh còn lại. Đây hoàn toàn là nằm trong kế hoạch thao túng trung địa của Sauron. Để rồi khi mọi thứ đã đi đúng kế hoạch của hắn, thì Sauron đã bắt đầu sự bành trướng của mình ra vùng đất trung địa với chiến tranh và chết chóc. Một liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người được hình thành để chống lại bóng tối từ Mordor. Sau 7 năm chiến đấu trong vùng đất của kẻ thù, cuối cùng thì đích thân chúa tể bóng tối Sauron đã ra mặt với một sức mạnh khiếp sợ. Hai vị vua tối cao của loài người và tiên tộc là Elendil và Gel-galad lần lượt nằm xuống khi chạm trán với Sauron. Khi này thì Isildur, con trai của đức vua Elendil, đã dùng thanh kiếm Nasil khi này đã gãy, vô tình chém được vào ngón tay đeo nhẫn của chúa Sauron, một điểm yếu chí mạng của hắn, khi giờ đây sức mạnh của Sauron đã được chuyển sang chiếc nhẫn chúa để lưu giữ. Mất chiếc nhẫn, điều đó khiến cho Sauron bị mất gần như toàn bộ sức mạnh và tiêu tan. Chiến thắng thuộc về các dân tộc tự do của trung địa khi đã tạm thời tiêu diệt được chúa tể bóng tối. Chiếc nhẫn chúa giờ đây thuộc về Isildur, người đã trực tiếp đánh bại được chúa tể bóng tối. Nhưng trên đường trở về, ông ta bị một nhóm orc tập kích và thiệt mạng. Chiếc nhẫn chúa vì thế mà cũng bị thất lạc hơn 2.000 năm không một chút tung tích, dần trở thành một huyền thoại. Và rồi chiếc nhẫn được Gollum nhận được, nó đã tha hóa và biến hắn trở thành một sinh vật ghê tởm. Một thời gian sau, chiếc nhẫn lại rời bỏ hắn để tìm một chủ nhân mới có thể giúp chiếc nhẫn được trở về với chủ nhân thật sự của mình. Nhưng người có được chiếc nhẫn lại là một người Hobbit có tên là Bilbo Baggins. Vậy là vận mệnh của thế giới giờ đây nằm trên tay của người Hobbit. Phần 1 của bộ phim bắt đầu bằng cảnh yên bình tại xứ Shire, nơi những người Hobbit sinh sống vui vẻ và hạnh phúc. Một vị pháp sư màu xám xuất hiện, ông là Gandalf. Một trong 5 vị pháp sư được cử tới mảnh đất trung địa để hỗ trợ các dân tộc tự do ở đây chống lại các thế lực bóng tối đang dần quay trở lại. Gandalf tới xứ Shire để thăm Bilbo Baggins, một người bạn cũ của ông năm xưa. Đây cũng là thời điểm diễn ra sinh nhật thứ 111 tuổi của Bilbo Baggins. Trước buổi lễ, Bilbo đã tuyên bố rằng mình sẽ rời khỏi xứ Shire. Ông đã tạm biệt mọi người rồi lén sử dụng nhẫn chúa để biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó, Bilbo trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc rồi rời đi. Gandalf đã xuất hiện và chỉ trích sự ngu ngốc mà Bilbo đã làm. Gandalf đã cảnh báo Bilbo không nên sử dụng bừa bãi nhẫn sức mạnh vì có nhiều nhẫn sức mạnh ở thế giới này
Nhưng Gandalf không biết rằng đó chính là chiếc nhẫn chúa. Khi Bilbo để lại toàn bộ tài sản cho người cháu của mình là Frodo, Gandalf đã thuyết phục Bilbo nên để lại cả chiếc nhẫn bí ẩn mà Bilbo luôn mang bên mình. Bilbo đã chấp nhận điều đó trong miễn cưỡng và rời đi. Gandalf đợi Frodo trở về để bàn giao toàn bộ tài sản cùng với chiếc nhẫn bí ẩn cho Frodo, rồi nhanh chóng rời đi để tìm hiểu về chiếc nhẫn này. Trong khi đó, thì tại vùng đất u ám Mordor, chúa tể bóng tối Sauron đã quay trở về sau sự kiện bị trục xuất khỏi pháo đài Dol Guldur trong The Hobbit. Hắn đã cho người bắt được Gollum và khai thác được thông tin về Bilbo Baggins, đồng thời cử các Nazgûl tới xứ Shoi để tìm kiếm chiếc nhẫn chúa của mình. Trong khi đó, thì Gandalf tới kinh thành Minas Tirith của Gondor tìm tới các bản ghi chép của Isildur năm xưa về chiếc nhẫn chúa mà ông ta đã từng được tiếp cận. Gandalf trở lại xứ Shoi với những thông tin về dấu hiệu nhận biết chiếc nhẫn chúa. Khi để chiếc nhẫn vào lửa, nó đã hiện lên những dòng chữ là ngôn ngữ đen từ Mordor, dấu hiệu của chiếc nhẫn chúa. Gandalf đã giải thích cho Frodo biết về sự nguy hiểm của nhẫn chúa khi bóng tối sẽ tìm đến nó mang theo những tai ương. Ông đã yêu cầu Frodo rời đi. Tuy nhiên, thì cuộc nói chuyện của Gandalf và Frodo đã bị Sam, một người làm vườn nhà Baggins, nghe lén. Vậy là Gandalf đã trừng phạt cậu ta bằng việc trở thành bạn đồng hành của Frodo. Trên đường đưa chiếc nhẫn tới Rivendell, nhà của lãnh chúa tiên tộc Elrond, ngài sẽ đưa ra cách giải quyết cho chiếc nhẫn này. Mới bắt đầu cuộc hành trình, Frodo và Sam vô tình gặp được Merry và Pippin là những người bạn của Frodo tại xứ Shire. Vì sự truy đuổi của Nazgûl mà Merry và Pippin đã vô tình trở thành bạn đồng hành tiếp theo của Frodo. Khi này thì Pháp sư xám Gandalf hướng tới Isengard để tìm Saruman, Pháp sư áo trắng và cũng là thủ lĩnh của nhóm Pháp sư tại Trung Địa để xin lời khuyên. Nhưng Saruman đã ngầm bắt tay với chúa tể bóng tối Sauron. Ông ta đã cố gắng thuyết phục Gandalf đi theo mình. Gandalf đã không đồng ý điều này nên đã bị Saruman giam cầm trên đỉnh tháp. Sau đó Saruman được lệnh từ Sauron đó là xây dựng một đội quân cho xứng đáng với Mordor. Ông ta bắt đầu bằng việc lai tạo ra một giống loài mới, đó là Uruhai. Chúng có thể di chuyển được dưới ánh sáng, điều mà quân đoàn Orc của Mordor không làm được. Và ông ta cũng chặt phá cánh rừng Fangorn để làm nguyên liệu đốt các lò rèn, chế tạo vũ khí chiến tranh. Nhóm của Frodo tiếp tục di chuyển và tạm thời trú ẩn tại làng Bree. Tại đây họ gặp được Aragorn, thủ lĩnh biệt đội tuần du phương Bắc. Ông nói rằng mình là bạn của Gandalf và sẽ dẫn đường cho mọi người tới Rivendell được an toàn hơn. Nhóm Hobbit và Aragorn dừng chân tại Emond Su, một tháp canh cổ xưa để nghỉ qua đêm, nhưng các Nazgûl đã theo được tới đây. Frodo buộc phải sử dụng tới nhẫn chúa để tàng hình với hy vọng có thể chạy thoát, nhưng cậu vẫn bị Witch King, thủ lĩnh của nhóm Nazgûl đâm trúng vai. May mắn là Aragorn đi tới giải cứu kịp thời, tạm đuổi được nhóm Nazgûl, rồi dẫn nhóm Hobbit lẩn trốn trong rừng. Arwen, công chúa của Rivendell, đã xuất hiện kịp thời để mang Frodo đi trước, đảm bảo an toàn cho cậu và chiếc nhẫn chúa. Đồng thời thì nhóm Nazgûl cũng bị một dòng lũ cuốn trôi khi truy đuổi tới địa phận của Rivendell. Frodo đã được lãnh chúa Elrond cứu chữa kịp thời. Tỉnh dậy, Frodo được gặp lại Gandalf lúc này đã thoát ra khỏi Isengard khi có được sự trợ giúp của những con đại bàng. Frodo cũng được gặp lại Sam, Merry và Pippin cùng với người bác Bilbo Baggins của mình sau một cuộc hành trình khó khăn. Lãnh chúa Elrond khi biết được Frodo mang chiếc nhẫn chúa tới đây, ông đã tổ chức một cuộc họp bí mật với các đại diện của ba chủng loài tự do tại Trung Địa, đó là loài người, tiên tộc và người lùn, để quyết định số phận của chiếc nhẫn chúa. Cuộc tranh luận diễn ra với nhiều mâu thuẫn từ các chủng tộc khi nhiều người muốn sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn để chống lại kẻ thù. Nhưng Gandalf đã nói rằng chiếc nhẫn sẽ không thể được sử dụng vì quá nguy hiểm. Chiếc nhẫn sẽ dễ dàng thao túng bất kỳ ai và chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là phá hủy chiếc nhẫn. Nhưng phải là tiêu hủy trong dòng dung nham của núi Doom nằm sâu trong Mordor, nơi mà chiếc nhẫn được tạo ra. Frodo đã nhận lại trách nhiệm mang chiếc nhẫn đi hủy về mình trong sự bất ngờ của mọi người. Nhưng Frodo không đơn độc khi Gandalf sẵn sàng đồng hành cùng cậu và sau đó là thêm Aragorn thuộc dòng dõi hoàng gia Isildur, người lùn Gimli, hoàng tử của Erebor, Legolas, hoàng tử tiên tộc, Boromir, tướng quân của Gondor. Không chịu kém cạnh, ba cậu Hobbit là Sam, Merry và Pippin cũng tình nguyện tham gia. Đoàn hộ nhẫn được thành lập với 9 thành viên.
Bilbo Baggins khi biết được cháu mình sẽ thực hiện hành trình trong một nhiệm vụ khó khăn. Ông đã trao cho Frodo thanh kiếm Sting phát sáng khi có Orc ở gần và chiếc áo giáp Mithril được làm từ chất liệu cứng nhất tại trung địa. Sau đó, đoàn hộ nhẫn đã chính thức khởi hành trong bí mật cũng như né tránh sự do thám từ kẻ địch. Gandalf biết rằng Pháp Sư Trắng Saruman đã phản bội nên không thể đi xuống phía nam qua Isengard được nữa. Họ sẽ phải băng qua đèo Carraras, đi xuyên qua dãy núi Sương Mù để sang mặt bên kia dãy núi. Ở đó sẽ di chuyển an toàn hơn khi tránh được Isengard. Nhưng Saruman đã tiếp tục cản trở khi tạo ra một cơn bão tuyết khiến đoàn hộ nhẫn không thể đi qua đây. Gandalf đành lựa chọn hướng đi khác, đó là đi xuyên qua hầm mỏ Moria, nơi từng là vương quốc của người lùn Durin. Đoàn hộ nhẫn đã đi vào Moria bằng cánh cổng Durin ở phía tây. Tại đây, Gimli nhìn thấy ngôi mộ của người bác Balin của mình. Balin là thành viên đoàn đồng hành của Thorin năm xưa. Ông đã dẫn một nhóm người lùn cố gắng chiếm lại hầm mỏ Moria, nhưng thất bại và nằm xuống tại đây. Với sự tinh nghịch của Pippin, cậu đã vô tình đánh động cho lũ orc cư trú trong Moria thức dậy. Chúng nhanh chóng ập tới căn phòng. Một cuộc chiến đã nổ ra trong sự hỗn loạn. Frodo đã bị một con troll đâm trúng. May mắn là bộ giáp Mithril đã phát huy tác dụng, không làm Frodo bị tổn thương bởi ngọn giáo đó. Đoàn hộ nhẫn nhanh chóng rút chạy. Tuy nhiên, những sự ồn ào đó đã đánh thức một con quái vật cổ xưa đang trú ngụ tại Moria thức giấc. Đó chính là Balrog, một trong những người hầu cổ xưa của chúa tể bóng tối đầu tiên trên thế giới. Vậy nên tất cả phải rút chạy để tránh đụng độ với con quái vật. Khi tới cây cầu Khazad Dum, Gandalf buộc phải ở lại để ngăn chặn con quái vật có thể tiến bước nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn hộ nhẫn. Một cuộc đọ sức đã diễn ra giữa Gandalf và Balrog. Với sức mạnh của mình, Gandalf đã có thể đẩy lui được con Balrog. Nhưng trong một phút sơ suất, ông đã bị nó lôi xuống vực thẳm cùng. Đoàn hộ nhẫn phải chấp nhận việc mất một thành viên quan trọng và tiếp tục với hành trình. Đoàn hộ nhẫn sau đó hướng tới Lothlórien. Đây là lãnh địa của công nương Galadriel, một trong những tiên tộc mạnh mẽ và quyền năng nhất còn sinh sống tại trung địa. Đoàn hộ nhẫn đã được chào đón và diện kiến công nương Galadriel và lãnh chúa Celeborn. Tất cả đã phải trầm trồ và có phần sợ hãi trước vẻ đẹp thuần khiết của bà. Khi cả đoàn đã chuẩn bị nghỉ ngơi thì công nương Galadriel đã gặp riêng Frodo và cho cậu có thể nhìn thấy những điều trong tương lai nếu cậu thất bại trong nhiệm vụ lần này qua tấm gương của bà. Nhưng bà cũng phải đối mặt với thử thách khi có cơ hội nhận lấy chiếc nhẫn chúa từ Frodo. Với sự thông thái và sáng suốt, công nương Galadriel đã có thể vượt qua được cám dỗ từ chiếc nhẫn chúa, điều mà ít người có thể làm được. Công nương Galadriel đã tiết lộ mình là một trong ba người đang nắm giữ chiếc nhẫn sức mạnh của tiên tộc. Khuyên Frodo hãy thực hiện nhiệm vụ một mình vì chiếc nhẫn sẽ hủy hoại mọi người trong đoàn hộ nhẫn. Và bà cũng nhấn mạnh rằng nếu không phải là Frodo thì không ai có thể thực hiện được nhiệm vụ mang tính sống còn cho trung địa này. Đến ngày hôm sau, đoàn hộ nhẫn phải rời đi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Họ đã được cấp cho bánh Lembas, một loại bánh mì hành trình. Ăn một miếng nhỏ cũng đủ no cho một người trưởng thành. Legolas được trao tặng cây cung Galadriel. Merry và Pippin được trao cho những đoàn kiến của Nodarin. Sam được tặng một sợi dây thừng tiên tộc. Frodo được tặng ánh sáng của Erendi. Còn Gimli thì xin một sợi tóc của bà, một điều tưởng chừng đơn giản mà lại hiếm có. Thế nhưng Gimli lại được bà yêu ái tặng tới ba sợi. Rời khỏi Lothlórien, Frodo đã có một cuộc nói chuyện lại với Boromir. Boromir đã yêu cầu Frodo đưa cho mình chiếc nhẫn, nhưng Frodo đã từ chối. Không kiềm chế được bản thân, Boromir lao vào cướp lấy chiếc nhẫn từ Frodo. Frodo đã sử dụng chiếc nhẫn để chạy thoát, nhưng cậu lại bắt gặp Aragorn. Cậu lo sợ rằng Aragorn cũng sẽ tha hóa như Boromir. Aragorn đã chứng minh cho Frodo thấy rằng mình khác với mọi người và hứa sẽ đi cùng cậu tới tận cùng nhiệm vụ. Lúc này thì một đội quân Uruhai của Saruman xuất hiện để truy tìm chiếc nhẫn chúa mang về cho hắn. Aragorn, Legolas và Gimli đã ở lại ngăn chặn lũ Uruhai cho Frodo chạy thoát. Ở một nơi khác thì Boromir đã tỉnh táo trở lại và phải một mình chống chọi với lũ Uruhai để bảo vệ Merry và Pippin. Nhưng rồi, các mũi tên bay tới cướp đi mạng sống của ông. Merry và Pippin cũng bị chúng bắt đi vì tưởng nhầm rằng đó là Frodo. Frodo chạy ra bờ sông rồi quyết định tự mình thực hiện chuyến hành trình để không làm hại tới các thành viên trong đoàn. Sam quyết tâm đi theo Frodo vì tình bạn và lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ Frodo. Vậy là cuộc hành trình hộ nhẫn giờ đây chỉ còn lại Frodo và Sam. Aragorn, Legolas và Gimli hiểu được quyết định của Frodo. Họ đã chọn một hành trình khác, đó là bám theo lũ Uruhai để cứu Merry và Pippin, không để hai cậu Hobbit phải chịu những đau khổ từ cuộc hành trình này.
trong lúc di chuyển ở vùng Emin Mill, nơi có những con đường quanh co và những tảng đá sắc như dao cạo, Frodo và Sam đã cùng nhau bắt được Gollum. Khi nó đang cố gắng lấy lại chiếc nhẫn quý thất lạc của mình, họ đã trói Gollum bằng sợi dây thừng tiên mà công nương Galadriel tặng cho Sam. Cảm thấy thương hại cho số phận của Gollum, Frodo đã tha chết cho nó. Gollum vì thế mà cũng thề trung thành với Frodo rồi dẫn hai người thoát ra khỏi những dạng đá để tới vùng đầm lầy chết. Saruman khi này vẫn đang đẩy mạnh tiến độ bành trướng của mình với những đội quân Uruhai và chế tạo ra các công cụ chiến tranh ngày một nhiều. Ông ta còn thu phục thêm những tộc người hoang dã là kẻ thù cũ của vương quốc Rohan, sử dụng họ để quấy phá các làng mạc của người dân Rohan ở các vùng biên giới. Saruman còn thao túng cả đức vua Theoden với những bùa chú của mình, rồi cài tên gián điệp Grima lưỡi run vào với mục đích là chiếm quyền kiểm soát và làm suy yếu vương quốc này trong nỗ lực mở rộng quyền lực của mình. Hắn cũng đã thành công trong việc triệt tiêu hai cánh tay phải đắc lực của vua Theoden khi thống chế Theoret, con trai duy nhất của Theoden đã hy sinh, còn thống chế Elmer thì bị trục xuất khỏi kinh thành Edoras. Aragorn, Legolas và Gimli vẫn đang bám theo dấu vết truy đuổi lũ Uruhai, đang bắt Merry và Pippin. Họ tiến vào vùng lãnh thổ của Rohan. Trên đường đi, họ gặp được những kỵ sĩ Rohan được lãnh đạo bởi Elmer và được Elmer cho biết rằng tối qua các kỵ sĩ của ông đã có một cuộc tập kích kẻ địch ở gần cánh rừng Fangorn nhưng không hề thấy có người Hobbit nào ở đó cả. Vậy là Aragorn, Legolas và Gimli đi tới nơi mà các kỵ sĩ Rohan đã tập kích kẻ địch để tìm manh mối. Với biệt tài truy tìm dấu vết của mình, Aragorn nhận ra rằng Merry và Pippin đã lẩn trốn được vào cánh rừng Fangorn. Bọn họ liền đi vào đây để tìm kiếm. Nhưng người họ gặp được lại không phải là các Hobbit mà là Gandalf, nhưng giờ đây đang ở trong một nhân dạng hoàn toàn mới. Đó là Gandalf áo trắng, một bản thể ít bị giới hạn quyền năng hơn của ông. Gandalf đã kể lại rằng khi rơi xuống vực cùng với Balrog, ông đã tiếp tục chiến đấu với con quái vật cổ xưa tới 10 ngày. Khi hạ được Balrog thì ông cũng kiệt sức mà rời khỏi thế giới này. Tuy nhiên, vì là pháp sư duy nhất làm đúng với bổn phận và trách nhiệm được giao, ông được Thượng Đế gửi lại Trung Địa với một quyền năng to lớn hơn để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông nói với mọi người rằng Merry và Pippin đã được an toàn khi họ đã được thần rừng Treebeard bảo vệ. Aragorn, Legolas và Gimli sẽ cùng ông tới Rohan để ngăn chặn Saruman thôn tính vương quốc này. Frodo và Sam thì đã được Gollum dẫn tới đầm lầy chết. Cửa ngõ để vào được vùng đất Mordor, nơi đây có rất nhiều các xác chết phía dưới đầm lầy, gây ra những cảnh tượng đáng sợ, vì nơi này chính là nơi mà rất nhiều tiên tộc, loài người và orc đã thiệt mạng trong những giao tranh đầu tiên của trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người. Băng qua được đầm lầy chết, họ hướng tới cánh cổng đen. Đây là cánh cổng chính để tiến vào vương quốc Mordor, với những bức tường cao tới gần 20 mét. Rất nhiều orc và troll canh giữ, việc đi qua đây là gần như không thể. Nhưng vẫn còn những con đường nhỏ khác để đi, và Gollum biết những lối đi này. Frodo và Sam hướng tới Ithilien, địa phận của vương quốc Gondor, để đi tới Minas Morgul. Nơi đây sẽ có một lối đi nhỏ xuyên qua dãy núi đen để tiến được vào Mordor. Nhưng Frodo và Sam lại bị bắt bởi những binh lính Gondor được dẫn dắt bởi Faramir khi họ đang làm nhiệm vụ ngăn chặn các binh đoàn bóng tối đang tiến vào vương quốc của họ. Faramir đã tra hỏi Frodo và Sam làm gì ở vùng đất của Gondor, rồi cho Frodo biết rằng Boromir chính là anh trai của ông. Và khi Faramir bắt được Gollum, thì ông cũng biết được rằng Frodo đang mang nhẫn chúa trong người, thứ mà cha của ông, nhiếp chính của Gondor, cũng đang rất mong muốn. Faramir coi đây là một cơ hội để lấy được lòng cha mình, nên đã quyết định mang Frodo và Sam về Gondor. Còn Gandalf thì cùng với Aragorn, Legolas và Gimli tiến tới kinh thành Edoras. Với quyền năng giờ đây đã được tăng lên rất nhiều, Gandalf đã dễ dàng trục xuất được Saruman ra khỏi cơ thể của vua Theoden. Vậy là vua Theoden đã tỉnh táo trở lại sau hơn 5 năm chìm trong sự kiểm soát của Saruman. Việc đầu tiên mà Theoden muốn làm là trừng phạt tên nội gián Grima bằng cách trục xuất hắn khỏi vương quốc. Saruman nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thôn tính Rohan bằng việc tổng tấn công vào vương quốc này. Nhưng khi này, tình hình tại Rohan đã quá tệ khi hai thống soái mạnh nhất của Rohan, một người đã hy sinh, còn Elmer thì đang ở rất xa kinh thành. Quân đội Rohan cũng đang phân tán khắp nơi trên vương quốc. Vua Theoden chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là sơ tán kinh thành tới Helm Deep để phòng thủ với những hy vọng mong manh. Gandalf liền rời đi để tìm tiếp viện cho cuộc chiến sắp tới. Người dân Rohan cũng bắt đầu di chuyển tới nơi an toàn.
Trong chuyến đi này, công chúa xứ Rohan là Elwin đã có tình cảm với Aragorn, nhưng không được ông đáp trả lại vì trái tim của ông đã dành cho Arwen, công chúa của Rivendell. Tuy nhiên thì trên đường di chuyển, đã có một nhóm kẻ địch xuất hiện cản trở hành trình di dân của vua Theoden. Ông đã cùng các kỵ binh của mình quay lại ngăn chặn. Elwin được giao nhiệm vụ tiếp tục đưa người dân về Helm Deep an toàn. Trong cuộc giao tranh này, không may Aragorn đã rơi xuống vực và mất tích. Mọi sự đau buồn đành gác lại, những người còn lại đã tiến về Helm Deep trong an toàn. Lúc này thì Grima Lưỡi Giun cũng tới được Isengard và tiết lộ điểm yếu của Helm Deep với một cái cống thoát nước ở dưới thành trì này. Saruman đã chế ra một thứ giống với thuốc nổ để có thể tận dụng được điểm yếu này một cách triệt để nhất. Đó là cho nổ tung các bức tường thành của Helm Deep. Sau đó, 10.000 lính Uruhai của ông ta cũng đã sẵn sàng, chúng lập tức hành quân tiến về Helm Deep. Aragorn đã may mắn thoát chết khi đã rơi từ vách núi xuống một dòng sông. Ông tỉnh được lại rồi trở về Helm Deep với thông tin rằng quân đội Uruhai của Saruman đang tiến về Helm Deep và không còn nhiều thời gian nữa. Theoden tỏ ra rất tự tin vào thành lũy này khi mà trong quá khứ Helm Deep đã từng đứng vững trước các cuộc chiến còn khốc liệt hơn. Aragorn muốn Theoden kêu gọi Gondor giúp đỡ, nhưng điều đó là không thể khi Gondor cũng đang gồng mình chống lại lũ orc tại Mordor. Trời vừa tối thì có một binh đoàn tiên tộc đã di chuyển tới Helm Deep trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của người dân tại đây. Họ là các tiên rừng của Lord Lorien được lãnh chúa Elrond cử tới để giúp đỡ cho loài người trong hoàn cảnh khó khăn này. Với thủ lĩnh của lực lượng tiên tộc là Hadir, đội trưởng đội canh phòng biên giới phía bắc của Lord Lorien. Tới nửa đêm thì binh đoàn Uruhai đã tới Helm Deep, một cung thủ già của Rohan đã vô tình bắn một mũi tên hạ một tên Uruhai, khiến cho trận chiến bắt đầu sớm hơn dự tính. Đã có một cuộc thi giữa Legolas và Gimli xem ai là người giết được nhiều kẻ địch hơn. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt ở các bức tường thành, những tên lính của Saruman phía dưới đã cho nổ thành công được khối thuốc nổ mà Saruman chế ra, khiến cho bức tường thành ở lớp dưới cùng bị phá vỡ. Quân đội Uruhai đã tràn vào mạnh mẽ trong sự ngỡ ngàng của vua Theoden. Aragorn đã chỉ huy các tiên tộc dồn ra chặn lỗ hổng này, nhưng không hiệu quả với lực lượng ít ỏi. Theoden vì thế đã yêu cầu Aragorn rút lui vào thành trong, tuy nhiên thì Hardir đã phải nằm xuống tại thời điểm này. Cánh cổng chính của Helm Deep cũng đã bị hư hỏng nặng. Aragorn và Gimli đã ra ngoài bằng cánh cổng phụ để đánh lén kẻ địch từ phía bên cánh, tạo ra thêm một khoảng thời gian để cánh cổng có thể được tu sửa trở lại. Nhưng mọi chuyện cũng không khả thi khi phía trên tường thành, kẻ địch cũng đã leo lên quá đông. Theoden buộc phải ra lệnh rút lui vào phòng tuyến cuối cùng của Helm Deep. Không còn đường để lùi nữa, vua Theoden cùng với những chiến binh cuối cùng của mình đã lên lưng ngựa, lao thẳng ra ngoài để chiến đấu trong vinh quang. Khi này đã là rạng sáng, Gandalf đã xuất hiện cùng với Elmer. Elmer cùng các kỵ binh đang bị phân tán trước đó trở về, lợi dụng ánh sáng của bình minh làm kẻ địch bị chói mắt. Họ đã có một cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau, làm kẻ địch hỗn loạn và rơi vào thế kẹp giữa cánh quân của Elmer và quân của vua Theoden. Bọn chúng đã bỏ chạy trong sợ hãi, tiến về phía khu rừng lạ gần đó. Những người cây tại đây đã chôn vùi tất cả tàn dư của lũ Uruhai. Trận chiến tại Helm Deep chính thức kết thúc với thất bại hoàn toàn về phía Saruman. Cùng thời điểm này, thì Merry và Pippin đang được thần rừng Chebir đưa tới nơi an toàn, nhưng họ đã yêu cầu Chebir đưa họ về phía nam tới Isengard, vì có thể Saruman sẽ không ngờ tới. Nhưng khi tới nơi, các cây cối tại Isengard đã bị Saruman chặt phá để đốt lò rèn trang bị chiến tranh. Chebir đã tức giận vì ông là người bảo vệ các khu rừng và một pháp sư không có quyền chặt phá các khu rừng ở đây. Quá phẫn nộ, Chebir kêu gọi các thần rừng khác tới tấn công Isengard. Các thần rừng là một chủng loài bí ẩn tại Trung Địa. Họ được các vị thần tạo ra từ thời xa xưa để chăn dắt và bảo vệ các khu rừng nhất định khỏi lũ orc và các mối hiểm họa khác. Họ mạnh hơn cả những con troll to lớn. Khi tấn công Isengard, các thần rừng đã dỡ con đập để dòng nước tràn xuống, khiến Isengard bị thất thủ hoàn toàn. Nhưng tòa tháp orc thần thì quá vững chắc không thể sụp đổ. Các thần rừng đành giam cầm Saruman luôn ở trong tòa tháp này. Còn Frodo và Sam thì bị Faramir đưa tới Osgiliath. Tại đây, Frodo đã đối diện với Witch King một lần nữa. May mắn có Sam kịp thời ngăn cản và một mũi tên của Faramir giúp đánh đuổi tên Nazgul đó đi. Nhưng Frodo gần như không làm chủ được bản thân và còn chĩa kiếm về phía Sam. Sam đã kịp thời làm Frodo tỉnh lại được. Chứng kiến việc không làm chủ bản thân của Frodo khiến cho Faramir có cái nhìn khác về chiếc nhẫn chúa. Ông đã hiểu được rằng thứ báu vật đó chỉ mang tới tai ương chứ không thể trở thành một sức mạnh cho người nắm giữ. Faramir đã thả Frodo ra bất chấp việc ông sẽ bị trừng phạt bởi cha mình.
Faramir cũng không quên cảnh báo Frodo về sự nguy hiểm của con đường đang đi, cũng như đe dọa Gollum về cái giá phải trả khi làm hại tới Frodo. Sau sự việc, Gollum bị Frodo dụ tới cho Faramir bắt giữ, Gollum đã không còn niềm tin trong mình về Frodo nữa. Cái ác trong nó trỗi dậy với âm mưu tiếp tục muốn lấy lại chiếc nhẫn chúa từ Frodo. Chúng ta cũng được nhìn thấy hồi ức của Gollum khi vẫn còn là một người Hobbit có tên là Smeagol. Hắn và người bạn Digo trong một lần đi câu đã vô tình nhận được chiếc nhẫn chúa bị thất lạc năm xưa. Cả hai đều đã bị cám dỗ và thèm muốn chiếc nhẫn. Smeagol đã nhẫn tâm sát hại bạn của mình để có được chiếc nhẫn. Nhưng rồi hắn bị tha hóa về cả tâm trí và hình hài, biến thành một sinh vật ghê tởm có tên là Gollum về sau. Sau trận chiến tại Helm's Deep, Gandalf cùng với Aragorn, Legolas, Gimli và Theoden tới Isengard để tra hỏi Saruman về thông tin của chúa tể bóng tối Sauron. Họ đã gặp được thần rừng Tribir đang canh giữ Saruman trên tòa tháp của ông ta. Merry và Pippin cũng có mặt tại đây và đang sung sướng hưởng thụ lương thực trong nhà kho của Saruman. Gandalf đã nhắc nhở mọi người nên cẩn thận với lão ta, cho dù đã bị đánh bại nhưng Saruman vẫn rất nguy hiểm. Saruman xuất hiện trên đỉnh tháp và yêu cầu giảng hòa, nhưng vua Theoden đã từ chối trong thù hận. Saruman cũng không muốn hợp tác và chống trả bằng một đòn phép thuật hướng về phía Gandalf, nhưng giờ đây Gandalf đã được trao quyền năng mạnh hơn cả Saruman nên không hề hấn gì. Ông còn đáp trả bằng việc phá hủy cây gậy thép của Saruman. Grima lưỡi giun cũng xuất hiện phía sau của Saruman. Theoden đã yêu cầu hắn trở về, nhưng Saruman đã khinh bỉ điều đó và chà đạp cũng như coi thường tên nội gián của mình. Quá căm phẫn, Grima đã cầm dao đâm Saruman, làm ông ta rơi xuống cuồng nước và thiệt mạng. Bản thân Grima cũng bị Legolas bắn trúng bằng cung tên, khiến hắn cũng mất mạng. Gandalf thu giữ quả cầu Palantir của Saruman mang về Edoras. Đây là những quả cầu liên lạc từng là tài sản của Gondor, nhưng giờ đây chúng được sử dụng chủ yếu để liên lạc với chúa tể bóng tối Sauron, khi đầu bên kia Sauron cũng đang nắm giữ một quả cầu như vậy. Với sự tò mò và nghịch ngợm của mình, đại lúc nửa đêm, Pippin đã lén lấy quả cầu Palantir ra xem và vô tình kết nối với chúa tể bóng tối. May mắn là cậu được mọi người cứu kịp thời, sự việc đó đã làm Pippi trở nên quá sợ hãi. Nhưng điều đó lại cho Gandalf biết được kế hoạch của Sauron khi chuẩn bị nhắm tới Gondor làm mục tiêu. Chúa tể bóng tối muốn đẩy nhanh kế hoạch thôn tính trung địa của mình. Gandalf mong muốn rằng Rohan sẽ trợ giúp, nhưng Theoden tỏ ra không mấy quan tâm, khiến cho Gandalf phải tự mình đi tới Minas Tirith, kinh thành của Gondor, để kiểm tra tình hình tại đó. Ông đã mang theo cả Pippin đi cùng. Khi tới được Minas Tirith và trình diện nhiếp chính Denethor của Gondor, Denethor tỏ ra đau buồn với cái chết của Boromir con trai mình và nhu nhược với các mối nguy hiểm đang ập tới từ Mordor. Pippin cảm thấy có lỗi vì mình mà Boromir phải hy sinh nên đã mong muốn phục vụ cho Denethor, bù đắp phần nào cho sự mất mát quá lớn đó. Cảm thấy Gondor đã quá suy yếu trước một người cai trị bảo thủ, Gandalf đã cùng Pippin đốt lửa báo hiệu để yêu cầu Rohan giúp đỡ. Nhận được tin báo, trái với sự không quan tâm ở những ngày trước, vua Theoden đã nhìn ra rằng nếu Gondor thất thủ thì Rohan sẽ là điểm đến tiếp theo của các quân đoàn Orc từ Mordor, vì Rohan nằm ngay phía sau của Gondor. Theoden đã yêu cầu các thống soái tập hợp toàn bộ các kỵ sĩ của vương quốc lại, cùng nhau thần tốc tiến về Minas Tirith. Merry vì không muốn thua kém bạn bè nên cũng muốn được ra trận. Cậu đã tới trước mặt vua Theoden xin được phục vụ ngài và được ông chấp nhận, ban cho trở thành một hiệp sĩ của Rohan. Tại Ogiliath, thành phố cửa ngõ của Minas Tirith đang bị các quân đoàn Orc xâm chiếm, khi một nửa thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng, Faramir và các binh lính của ông chỉ có thể phòng thủ một cách yếu ớt. Cho tới khi đích thân các Nazgûl cũng tham chiếm thì tình hình xấu đi nhanh chóng. Faramir buộc phải bỏ lại thành phố và rút về kinh thành Minas Tirith. Cuộc rút lui của Faramir trở nên khó khăn khi bị các Nazgûl truy đuổi, họ gần như không thể phản kháng. Gandalf đã nhanh chóng phi ra ứng cứu. Với quyền năng của mình, ông đã đuổi được lũ Nazgûl bỏ chạy, đón được các binh lính Gondor trở về kinh thành một cách an toàn. Tại đây, Faramir đã gặp được Pippin với vẻ mặt kinh ngạc. Gandalf hỏi rằng đây không phải người Hobbit đầu tiên Faramir gặp sao? Ông đã trả lời là không và cho biết rằng mình đã gặp được Frodo và Sam tại Ithilien. Họ đang đi tới Sirith Ungol. Denethor đã trách mắng Faramir khi vừa để thất thủ thành phố Ogiliath. Và để tuột cơ hội có được chiếc nhẫn chúa, ông đã yêu cầu Faramir chiếm lại thành phố Ogiliath. Faramir thừa hiểu rằng điều đó là không thể, nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh với hy vọng Denethor sẽ nghĩ khác về mình khi trở về.
Faramir đã dẫn một lực lượng tiến thẳng về Ogiliad, nhưng không hề có kỳ tích nào xảy ra. Chỉ còn mình Faramir trở về và đang bị thương nặng bởi một mũi tên từ kẻ địch. Denethor càng trở nên suy sụp trong điên dại khi đã nghĩ rằng Faramir đã chết, dòng dõi của mình đã tận diệt. Thời điểm này, các binh đoàn Orc từ Mordor cũng đã tiến sát tới kinh thành của Gondor. Chứng kiến cảnh đó, Denethor không còn một chút ý chí nào cả. Ông đã kêu gọi cả thành phố hãy bỏ chạy, tự lo cho bản thân mình. Gandalf đã xuất hiện, đánh gục Denethor trong tức giận và thay ông ta lãnh đạo các binh lính phòng thủ trở lại. Các quân đoàn bóng tối cũng bắt đầu tấn công thành phố cùng với các Nazgûl. Trận chiến quan trọng nhất thời đại chính thức đã diễn ra với sự phòng thủ yếu ớt từ thành phố. Khi này, bên phía Rohan, Đức Vua Theoden đã tập hợp được 6.000 kỵ binh tại Dunharrow, ít hơn một nửa so với dự tính ban đầu. Nhưng Theoden lại dùng toàn bộ số quân này để triển khai theo hình thức của các đạo kỵ binh Eorzh. Đội hình kỵ binh Eorzh trước giờ của Rohan chỉ dùng 120 người cho một đội như vậy, và mỗi thống soái của Rohan chỉ có một đội. Giờ đây, Theoden triển khai trên quy mô gấp 50 lần, tạo thành đội kỵ binh Eorzh lớn nhất trong lịch sử. Sau đó, lãnh chúa Elrond đã tự mình đi tới nơi hội quân của Rohan để gặp riêng Aragorn. Ông đã thực hiện nguyện vọng của con gái mình khi đã rèn lại thanh kiếm Nasil, thanh kiếm huyền thoại của đức vua Elendil, được Isildur sử dụng để cắt chiếc nhẫn chúa từ tay chúa tể bóng tối Sauron năm xưa. Lãnh chúa Elrond cũng báo cho Aragorn biết rằng không chỉ có quân đội Orc chủ lực của Mordor đang tấn công kinh thành Minas Tirith mà vẫn còn những đội quân bí mật khác đang được triển khai. Một trong số đó là lũ cướp biển Corsair đang di chuyển từ hướng phía nam, vẫn quá ít người để có thể ngăn chặn được bọn chúng. Elrond muốn Aragorn sử dụng đội quân người chết đang cư ngụ trên ngọn núi để giành chiến thắng. Đây là đội quân năm xưa đã từng tuyên thệ trung thành với tổ tiên của Aragorn, đó là đức vua Isildur. Nhưng tới khi trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người diễn ra, bọn họ đã không đáp lời kêu gọi của Isildur. Vậy là ông ta đã nguyền rủa toàn bộ các chiến binh của tộc người này. Họ sẽ không được siêu thoát cho tới khi hoàn thành lời tuyên thệ năm xưa. Giờ đây, chúng chỉ còn là những hồn ma, nhưng nếu tận dụng được họ thì đây sẽ là đội quân cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đội quân này chỉ đáp lời kêu gọi từ nhà vua của Gondor mà thôi. Elrond đưa thanh kiếm Andúrin cho Aragorn, được rèn lại từ những mảnh vỡ của thanh kiếm Nasil. Lãnh chúa Elrond yêu cầu Aragorn trở lại với đúng vận mệnh dòng dõi hoàng gia của mình, quên đi kiếp sống du mục. Hãy sống và cống hiến cho tự do của thế giới như tổ tiên mình từng làm. Đã tới thời điểm Gondor cần một vị vua thực sự trở về sau hơn 1.000 năm bỏ trống ngai vàng. Aragorn đã cùng Legolas và Gimli tách ra khỏi đoàn của các kỵ binh Rohan, đi tới con đường của những người chết bị nguyền rủa năm xưa, chứng minh được mình là hậu duệ duy nhất còn tồn tại của Isildur. Đội quân người chết đã đáp lời kêu gọi của Aragorn. Aragorn đã sử dụng đội quân này đánh đuổi được lũ cướp biển đang trên đường tiếp viện của Mordor. Tại kinh thành Minas Tirith, cuộc chiến đang rất căng thẳng khi các quân đoàn Orc phá được cổng chính và tràn vào trong. Pháp sư xám Gandalf và các chiến binh Gondor đang gồng mình chống đỡ phía dưới, thì Denethor đang tuyệt vọng, muốn hỏa thiêu cả mình và Faramir. Pippin cũng đã cố gắng ngăn cản nhưng không được, cậu nhanh chóng chạy đi tìm Gandalf nhờ trợ giúp. Nhưng khi Gandalf di chuyển lên tầng trên để cứu Faramir thì ông đã chạm mặt với Witch King, cánh tay sai đắc lực của Sauron. Gandalf giờ đây đã mệt mỏi sau thời gian dài chống địch cùng các binh lính Gondor nên đã nhanh chóng bị quật ngã sau một đòn sử dụng quyền năng của Witch King. Đúng lúc này thì quân đội Rohan tới được cánh cổng Pelennor trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch. Bọn họ đã di chuyển bí mật qua các cánh rừng ẩn. Việc xuất hiện tại kinh thành Minas Tirith là một điều không ngờ của Witch King. Hắn đã phải ngay lập tức rời đi để điều khiển các lực lượng chống quân đội của Rohan. Các kỵ binh Rohan đã tràn xuống một cách dũng mãnh với những chú ngựa tốt nhất của trung địa, áp đảo hoàn toàn lũ Orc tại đây. Khi chiến đấu ở cánh đồng rộng lớn là sở trường của Rohan, họ phát huy được tối đa sức chiến đấu từ những chú ngựa. Điều đó làm cho lũ Orc hoảng loạn và bỏ chạy rất là nhiều, thoáng chốc đã có thể kiểm soát được tình hình trên cánh đồng. Gandalf cũng nhanh chóng chạy tới hầm mộ các vị vua để cứu Faramir ra khỏi giàn thiêu, còn Denethor thì vẫn quẫn trí, do đó ông ta đã bị thiêu sống. Tuy nhiên, kẻ địch cũng kịp thời phản kháng khi tung ra đạo quân voi chiến Mumakil với những con voi khổng lồ được điều khiển bởi những con người theo phe bóng tối. Chúng thực sự đã gây ra khó khăn cho các kỵ binh Rohan khi chúng quá to và khó tìm ra điểm yếu với lớp da quá dày của các con voi.
Elmer sau một thời gian ngắn quan sát đã nhận ra được điểm yếu của đạo quân này nằm ở người điều khiển những con voi ở phía trên. Vậy là các con voi dần bị hạ gục. Thời điểm đó, Witch King đang ở trên cao, hắn tìm được ra nhà vua của Rohan rồi lao xuống tung ra một đòn quyết định, hạ gục đức vua Theoden. Witch King còn muốn con thú cưỡi của mình nuốt trọn nhà vua để gây ra nỗi khiếp sợ cho quân đội Rohan. Nhưng ngay thời điểm đó thì Elwyn, công chúa Rohan đang cải trang là một chiến binh để được ra chiến trường chiến đấu tiến lại ngăn cản. Cô đã khéo léo chặt đầu được con thú cưỡi của Witch King, khiến hắn trở nên nghiêm túc hơn. Với những đòn bằng chùy uy lực, chiếc khiên của Elwyn vỡ nát, cô còn bị thương ở cánh tay. Witch King đã nói rằng không một người đàn ông nào có thể hạ gục được hắn. Đây cũng chính là lời tiên tri về hắn năm xưa. Nhưng trong một giây phút không chú ý, Merry ở phía sau đã đâm lén Witch King bằng đoàn đao mà công nương Galadriel tặng. Nó có quyền năng phong ấn sức mạnh, vậy nên Witch King đã bị bất động trong giây lát. Chấp lấy cơ hội đó, Elwyn tiến lại, tháo mũ giáp của mình ra. Cô đã nói rằng mình không phải là đàn ông, như một lời khẳng định đúng với những gì mà Witch King đã nói trước đó, rồi đâm kiếm thẳng vào đầu hắn, khiến cho Witch King bị tiêu tan ở thời điểm này. Sau đó thì Aragorn, Legolas và Gimli cũng tới được kinh thành Gondor bằng một con đường khác, dẫn theo đạo quân người chết tham chiến, với những linh hồn đã chết nhưng vẫn có thể gây ra sát thương. Kẻ địch hoàn toàn đã bị áp đảo và nhanh chóng nhận thất bại, mang tới chiến thắng không tưởng cho loài người ở Trung Địa. Kết thúc cuộc chiến, Aragorn đã thực hiện lời hứa của mình với đội quân người chết, đó là siêu thoát cho họ. Mặc cho Gimli khuyên rằng không nên làm vậy, Elwyn cũng được đưa vào nhà trị thương để chữa trị khi đã tiếp xúc quá gần với Witch King. Tại đó, Elwyn đã gặp được Faramir, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Khi này thì hành trình của Frodo cũng đã tới được Minas Morgul. Nhưng giờ đây, Gollum cũng bắt đầu thực hiện âm mưu chiếm lại chiếc nhẫn chúa của mình bằng việc chia rẽ Frodo và Sam, khiến hai người họ mâu thuẫn. Sam đã bị bỏ lại, nhưng vì lời hứa của mình, Sam vẫn đi theo phía sau Frodo để bảo vệ cậu. Không còn Sam bên cạnh, Gollum dễ dàng lừa được Frodo đi vào hang của con quái vật Shelob, một trong những con nhện to lớn đang trú ngụ ở dãy núi đen. Frodo đã bị nó chích nọc độc vào người rồi bất tỉnh. May mắn là Sam đã kịp thời xuất hiện trở lại. Cậu đã dùng thanh sting đánh đuổi con nhện Shelob đi. Khi đó, lũ orc tuần tra xuất hiện, tưởng rằng Frodo đã thiệt mạng nên Sam không thể mang theo trốn. Vậy là lũ orc đã mang Frodo tới tháp canh của bọn chúng. Sam đã theo chân lũ orc tới được tháp canh Sirith Ungol. Nhân lúc hỗn loạn cứu được Frodo ra, tuy rằng chiếc áo giáp Mithril đã bị lũ orc thu giữ, nhưng chiếc nhẫn đã được Sam cất giữ trong một thời gian ngắn. Sam đã đưa lại chiếc nhẫn chúa cho Frodo, rồi hai người tiếp tục những chặng đường cuối cùng khi đã chính thức bước đi trên lãnh thổ của vương quốc bóng tối Mordor. Nhưng vấn đề khó khăn ở đây là có hàng trăm nghìn con orc đang có mặt tại khắp các vùng đất của Mordor. Quá khó để có thể băng qua đó một cách dễ dàng. Tại kinh thành Minas Tirith, Gandalf và Aragorn cũng hiểu được điều này. Aragorn muốn tạo ra cho Frodo một cơ hội bằng việc thu hút toàn bộ số orc này đi tới một nơi khác, đó là gây ra một cuộc chiến, một cuộc tấn công vào cánh cổng đen. Vậy là Aragorn đã huy động số binh lính còn lại của Gondor và Rohan tiến về cánh cổng đen. Các lực lượng orc tại Mordor cũng di chuyển ra cánh cổng đen để tiếp chiến, nhờ đó mà Frodo và Sam có thể di chuyển dễ dàng về phía ngọn núi lửa. Tại cánh cổng đen đã diễn ra một cuộc nói chuyện giữa Aragorn, Gandalf và tên sứ giả Mordor. Tên sứ giả đã đưa cho Gandalf xem chiếc áo Mithril mà Frodo từng mặc đánh vào tâm lý mọi người. Nhưng Aragorn không tin điều này. Ông đã tiến tới chặt đầu tên sứ giả rồi cùng quân đội tiến lên giao chiến với kẻ địch vì Frodo. Frodo và Sam ngày càng tiến lại gần với ngọn núi lửa hơn, nhưng Frodo đã kiệt sức. Sam liền vác cả Frodo lên để tiếp tục cuộc hành trình khó khăn này. Nhưng Gollum cũng đang ở đây với ý định lấy lại chiếc nhẫn chúa cho bằng được. Sam đã ở lại ngăn cản Gollum để Frodo có thể tiến vào cánh cửa dẫn vào lòng ngọn núi. Nhưng khi chuẩn bị tiêu hủy chiếc nhẫn chúa, Frodo đã bị chiếc nhẫn cám dỗ thành công. Cậu đã làm điều như Isildur đã làm năm xưa, đó là chiếm lấy chiếc nhẫn làm báu vật cho riêng mình. Gollum cũng tiến vào, đánh gục Sam rồi lao vào cướp chiếc nhẫn mà Frodo đang đeo. Nó đã cắn luôn ngón tay đeo nhẫn của Frodo và cướp được chiếc nhẫn thành công. Frodo quay lại cô lấy chiếc nhẫn. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống vực. May mắn Frodo đã bám được vào vách núi và được Sam kéo trở lại. Còn Gollum cùng chiếc nhẫn đã rơi xuống dòng dung nham. Vì vậy mà chiếc nhẫn chúa đã chính thức bị hủy. Chúa tể bóng tối Sauron cũng sụp đổ cùng với chiếc nhẫn. Nhiệm vụ của Frodo chính thức được hoàn thành. Gandalf đã nhờ đại bàng bay tới ngọn núi để mang Frodo và Sam trở về bình an, hòa bình trở lại với các vùng đất của Trung Địa.
Aragorn với những chiến công mà mình mang lại. Ông đã lên ngôi vua tại Gondor và cưới công chúa Arwen của Rivendell. Sau đó, Frodo cùng với Sam, Merry và Pippin trở về xứ Shire tiếp tục với cuộc sống bình thường của mình. Sam đã kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc. Frodo đã viết tiếp câu chuyện The Hobbit của Bilbo với cái tên Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Một thời gian sau, chuyến tàu cuối cùng mang tiên tộc về Thiên Quốc được khởi hành. Bilbo vinh hạnh có một chỗ trong chuyến hành trình này vì từng là người mang nhẫn chúa. Nhưng vì các vết thương trên cơ thể Frodo suốt hành trình hủy nhẫn là không bao giờ tiêu tan, cậu cũng được một chỗ trong chuyến hành trình này sang Thiên Quốc để chữa trị và phục hồi. Frodo đã giao lại cuốn sách đỏ cho Sam có thể hoàn thành nốt câu chuyện, rồi chia tay mọi người đi thuyền sang Thiên Quốc Valinor cùng với tiên tộc và pháp sư xám Gandalf, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đấu tranh cho sự tự do của các dân tộc tại Trung Địa. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của Peter Jackson đã làm say mê cả thế giới. Sánh vai cùng với các bộ phim nổi tiếng khác như Ben-Hur hay Titanic, bộ phim được đánh giá rất cao và được nhiều khán giả phải trầm trồ thán phục. Thế giới Trung Địa là một kiệt tác mà nhà văn Tolkien xây dựng trong cả một đời người, được cả thế giới đón nhận khi nằm trong top 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại, top 100 tiểu thuyết nên đọc trong cuộc đời hay 100 tiểu thuyết có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và xếp thứ hai trong những tiểu thuyết bán chạy nhất trên thế giới. Mặc dù khi đưa lên phim đã có nhiều thay đổi nhỏ, nhưng nó vẫn không làm mất đi giá trị của tác phẩm, giúp cho thế giới Trung Địa trở nên chân thực hơn. Ở đó chúng ta sẽ có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong một cuộc hành trình nào đó, tìm thấy được giá trị sống và thấy được khao khát và sự mạnh mẽ để vươn lên. Và đó cũng là toàn bộ những diễn biến của cuộc hành trình phá hủy chiếc nhẫn chúa thông qua bộ 3 phim Chúa Nhẫn. Cảm ơn Chúa Nhẫn Official vì đã giúp Way to Weird Movie tái hiện lại cuộc hành trình đầy cảm xúc như vậy. Cuối cùng, nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một share nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.